Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu, trong tuần qua, từ 7 giờ 30 phút ngày 21 đến 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở đường Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu. Vụ tai nạn là một người tử vong tại chỗ, thiệt hại tài sản ước tính 3 triệu đồng. Tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã tuần tra kiểm soát 181 ca, kiểm tra và lập biên bản 335 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, cảnh cáo 10 trường hợp, phạt tiền 309 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu hơn 600 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 48 phương tiện các loại, tước 46 giấy phép lái xe.